khi Đức Phật còn tại thế có sự kiện gì chứng minh ma quấy phá người tu? Đó là khi kiết tập kinh điển lần đầu tiên sau khi Phật nhập diệt, Ngài A Nan bước lên pháp tòa và ngồi vào vị trí chủ tọa của pháp hội. Lúc ấy dung mạo của Ngài trở nên đoan nghiêm viên mãn không thả nghĩ bàn. Các vị A-la-hán trong hội chúng đều tự hỏi không biết việc gì sắp xảy ra. Điều gì vậy? a nan thành Phật rồi hay sao? Lại có vị hỏi không phải Đức Phật đã nhập diệt rồi hay sao? Có vị A-la-hán lại nói đây là ma chăng? Quả thực nếu vào thời Phật còn tại thế không có ma xuất hiện, tại sao các vị A La Hán vẫn còn mối nghi ngờ như thế? Ngay sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, ma chắc hẳn là thường xuyên xuất hiện, ngay khi Phật còn tại thế, quý vị nên quan sát kỹ điều này khi chúng ta dụng công vào việc tu hành chúng ta không nên lơ là dù chỉ trong khoảnh khắc vào mọi lúc cần phải nhận thức rõ ràng rằng mình đang đứng chân trên mặt đất chân thực và hết sức chú tâm vào việc tu tập chúng ta đang thể nhập vào chân lý chỉ cần sao lãng công phu trong phút giây thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ xuất hiện ngay